Và lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu từ ngoài sân Mỹ Đình. Quang Hải sẽ là cầu thủ chia sẻ với người hâm mộ truyền hình Việt Nam qua sóng của VTV với những gì mà anh cùng đồng đội đã trải qua sau trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phát biểu của Quang Hải sau khi trận đấu kết thúc. Anh nghĩ rằng đây là một trận đấu phải nói rằng là toàn đội đã cố gắng thi đấu hết sức mình và anh nghĩ rằng toàn đội đã thể hiện rất là tốt. Tuy rằng là kết quả không được tốt nhưng mà toàn đội đã cố gắng hết sức mình để có thể đáp lại tất cả hy vọng của tất cả mọi người. So với trận đấu ở 2019 thì huấn luyện viên Park sẽ đã động viên các cầu thủ như thế nào trước khi bước vào trận đấu này gặp lại đội tuyển Nhật Bản? Tất nhiên là huấn luyện viên trưởng bất cứ trận đấu nào thì huấn luyện viên trưởng luôn luôn truyền tải cho toàn đội những cái thông điệp để đốc thúc anh em có được một cái tinh thần tốt nhất để bước vào trận đấu dù bất kể là đối thủ nào chăng nữa. Thật sự thì để đánh giá về đối thủ Nhật Bản thì không phải nói nhiều vì đây là đối thủ đẳng cấp châu Á rồi và hành nghĩ rằng là quan trọng là đội tuyển Việt Nam đã thi đấu như thế nào thôi. Sau 2 năm thì Hải có thể thi đấu trên sân vận động với rất nhiều khán giả, cảm xúc của Hải khi thấy khán giả trở lại. Thật sự dù là không có kết quả tốt nhưng mà Hải nghĩ rằng toàn đội đã thể hiện rất là tốt khi mà quay trở lại thi đấu sân Mỹ Đình trong cái sự cổ vũ của rất là nhiều khán giả.